Quý vị cứ có phải tự nhiên có thắc mắc gì ở cái vấn đề mà thầy vừa trình bày ra ấy, có gì là thấy là không đúng không? Có ai thấy là không đúng không? Có ai thấy là có gì trở ngại không? Cái việc mà mình không được tu tập chính là chấm dứt cái bản thân tham sân si. Ví dụ như ở đây rất đơn giản, rất dễ là thầy xin nói là chúng ta đó, bởi vì lúc nào là có thật, nhưng mà có khi là chúng ta học được mơ che đất sao? Vì này cho nên đó là khi mà không che đất thì lúc đó là chúng ta đó chúng ta đó gọi là phát tâm các chúng ta đó, tức là cái nước ta gọi là thời nước ta, tức là nó tạm thời cái lúc nào đó thôi. Còn á, khi mà mình đặt chẹt toàn quan ta học thì lúc đó là toàn tiếp bàn toàn quan. Chứ bây giờ tiếp bàn toàn quan hay là tiếp bàn hay là thời tiếp bàn thì cũng được. Thế thì bây giờ phải ví dụ như thế này, nếu mình gặp một cái người nào đó chưa thường ấy, mà họ gây đến cho mình một cái trở ngại, mà nếu tâm mình vẫn là động lạnh trong sáng, vẫn không có cái bản ngã đen để mà bước chân hay là rồi cãi nhau với họ hay là đánh nhau đánh chấp với họ, mà mình vẫn bình thản, mình vẫn sáng suốt bình thản, gặp trở ngại thì mình phải tập đi chút xíu rồi muốn đi tới đúng giờ thì chắc là mình đi nhanh hơn chút. Nhưng mà mình không để không khi ta tạo được không phải đấy đấy thì lúc đó tâm vẫn là tịnh tịnh. Khi chuyện biết ta đó được tình nghĩa là tịnh tịnh, nhớ là biết ba năng ba năng tăng và sanh khi ba năng tăng. Như vậy thì cái sanh khi đấy sẽ là biết ba năng là cùng một việc, chứ là nhất ta là tịnh tịnh. Cái đây mới có về là chư pháp tùng tập ta thường từ tịch diệt tướng xung đáo bất qua tha toàn ân đề tiểu tướng, tức là thực ra tất cả các pháp tập đều là thanh tịnh tâm nạn rồi. Chỉ khi mà cái ta học được của mình trở lên một cái đó thì có đau khổ liền trở liền. Thế thì tại sao mà mình tu tứ niệm xứ? Tứ niệm xứ tức là thân này, họ tâm hành pháp này, lúc nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp thì lúc đó đó cái tâm đó nó đang sáng suốt tỉnh tỉnh tâm lành. Cho nên đó là khi có một chuyện gì xảy đến thì nó có sáng suốt tỉnh tỉnh tâm lành, đó là thành phần là đó là tâm pháp. Cho nên đó nó sẽ không khởi lên cái ta học được. Nếu mình cứ làm như vậy, mình khi mình làm được cái này thì lúc đó là mình đang là tiếp xúc với niết bàn, đã tiếp cận được niết bàn. Thực ra phải biết rằng mà mình đang ở trong niết bàn mà thì che lấp đi, mà bây giờ không thì che lấp thì niết bàn là hiện hiện. Mình nhớ như mặt trời ấy, bây giờ đây nó kéo nó che hết trơn theo mặt trời đâu ấy, nhưng mà khi đây nó kéo đi hết và khi bầu trời đang sáng thì mặt trời hiện hiện ra. Khi biết làm như vậy, do cái bản ngã hay là bản ngã tham sân si nó che lấp đi, thì bên đây bản ngã tham sân si đó không còn, hay là biết ra là tạm thời mấy hôm có sáng đi một lúc thì mặt trời cũng còn hiện ra. Thì ít nhất nếu mà chúng ta nhận được cái biết bàn thì cái này đó tiền tiền tâm người ta gọi là tiền tánh tánh, tiền tánh tức là thấy ra được cái thực tánh pháp, không cần thấy bằng cái ta học được trong tâm trí hay là không thấy bằng vô minh thấy được mà là thấy bằng cái tánh biết động lặng tâm sáng. Cho nên đấy, cái tánh biết động lặng tâm sáng đó cũng là biết bằng rồi. Tại vì khi mà không có cái ta học được biết thì đó chính là biết bằng. Thì cho dù mình có một lúc nào đó các Phật tử tu rồi bắt nhiên ra khi mà được hay là đang ngồi, có khi đang đó, có khi
bắn bằng hết. Không yêu bắn bằng hết. Cái cái mà mình vì một cái người nào mà kinh lý được đó, mà mình nó vẫn là giết được cái cách quyết định tình tâm lành thật để cho thân hôn ở một tình yêu đấy. Thì lúc đó là lúc mà mình có hôn. Lúc đó là mình đang tu trên thủy tình lưới đó. Nhưng mà trước khi mà bạn yêu cái bắn là hoàn toàn còn như mình ngồi hay là mình đang đi đang nào đó không biết nhưng bắn là hoàn toàn thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là không có bắn không có hoàn toàn ngoài bắn người lặng lặng cho nên là thầy bắn không thể kể những cái này cần phải tặng cho các Phật tử bắn ngoài là mình đẹp chẳng biết đâu. Bên ngoài tức là trong là bắt tay của tuệ tâm ý, ngoài là các thể đơn vị xuất phát. Trong ngoài là đẹp chẳng có biết đâu, sáng suốt hồ nhiên không có còn không. Tức là nếu mình sáng suốt hồ nhiên thì cái đó là hết tạm còn đâu gì nữa, không? Sáng suốt hồ nhiên không có còn đâu. Đưa hết một phen đường đến tiếp, để hay ngay đó thấy đạo Phật. Thì cái đề nghề này cũng mở lên tất cả những cái điều đó. Hoặc là phải làm thêm một đề nghề khác. Tâm không là vô biệt. Tức là làm vô biệt với một cái tâm không làm tâm sát. Công đức với tạo về không. Tức là mình làm, mình có bố thí, mình có làm bất kỳ việc gì nữa. Mình cũng không kể bao không. Anh kể đó là vô làm cái công đức nó nhiều hơn hơn anh cũng có 20.000 tôi cũng có 30.000 hơn anh thì như vậy là cái thằng cả cũng 30.000 cái thằng có cái thằng thì cái người cũng 20.000 đó thì hóa ra là cũng nhiều hơn nữa có tiền cũng nhiều là tiền đạo khổ đau cũng nhiều hơn cho nên đó dù mình có làm cái công đức cách mấy thì là công đức trả về không. Công không là buông việc, công đức là về không không. Sống nhờ tư không cả. Tức là mình sinh ra là với hai bàn tay trắng, rồi mình chết đi cùng hai bàn tay trắng. Thì mình sinh ra giữa đời này, không khí đã có sẵn cho mình thở. Mình lớn lên dần đó là, bắt đầu nhờ thân cha huyết mẹ, sau nhờ cơm cháo, nhờ sữa, mà lớn lên. Rồi qua là cái phường tất cả cái chúng quanh cái cuộc đời này còn mà mình lớn lên vậy rồi một ngày kia khi mình ra đi mình cũng là trả lại hai bàn tay này cho nên cái ông hình như là Alexander đại đế vậy đó khi ông đến đó ông bóc yêu cầu thế này là khi ông đến đó là những vị bác sĩ cho chết đó là phải đưa đám ông vua đó thứ hai á là cái con bà phải phép hai nộp để cho ông đưa hai cái bàn tay ra ngoài. Thì người ta hỏi ông là sao vậy? Tại sao mà hoàng đế lại để giữ chúng tôi phải làm như vậy? Thì ông nói như thế này. Tuy nhiên đấy, các vị bác sĩ thật chọn để đi theo là thế. Cho mọi người thấy rằng dù cho trên thế gian này bác sĩ chọn cách mấy thì người ta cũng phải chết. Không thể nào cũng chết được. Thứ hai đó, là đưa ra bàn tay ra khỏi cái hòm đó, là để cho mọi người thấy rằng là dù tôi có làm đại đế thì ra đi cũng phải vẫn là hai bàn tay đó mà thôi. Vì vậy thế đó không đứng trả về không bởi vì thực ra khi mình sinh ra thì mình đã là nhờ cái trời đất nhờ bàn pháp mà mình sống cho mình không có gì cả. Tính cũng có gì cả, đi cũng có gì cả, tất cả mọi thứ đều là bắt buộc. Thì lúc đó, lúc đó là lúc mà mình thấy rõ nhất là không có ai. Tất cả là các pháp đều đến đi thôi, không có cái gì là cái ai cả. Các pháp đến đi với mình, thì giúp cho mình học các bài học giác ngộ. Để mình thấy ra được cái bản chất của pháp và giác ngộ. Cho nên là nhờ ơn không cần chết từ bữa lọc lòng. Tại sao mà chết từ bữa lọc lòng? Chết đây là chết cái mặt này. Tức là ở trên đề tám thế giới
tới đó. Thì có cái bản nạn còn phát sinh lên nó mới đau khổ hơn. Còn nếu mà cái bản nạn nó không mới, mới lọt lòng ra, đã là kết tiền đi, thì lúc đó luôn luôn là kết bản. Cho nên là tâm không làm buông việc, công đức thả về không không, sống giờ ơn không tạng, chết để từ bữa lọt lòng. Thế thì khi tâm thì mình đã tu cái pháp vô nạn, thì mình phải ý thức rằng là khi mình đang tu pháp vô đó, chính là cái lúc đó mà mình tự chính cái bản nạn. Nhưng sau khi bản kết cái áo tượng, cái đá áo tượng, để chúng ta trở về với cái áp mà Đức Phật đã nói rằng là dù Như Lai ta đời, hay Như Lai ta không ra đời, ta không phải. Tức là cái tâm lý, cái lý rằng muôn đời cũng vậy. Chỉ có cái ta áo tượng mới là đáng sáng tốt lên, thế là tạo ra luân hồi sinh tử mà thôi. À, xin xin mời. Cái bản ngã thực ra nó không có. Cái bản ngã là một ảo tượng, cho nên nó không có. Nhưng mà khi cái bản ngã tệ đến thì nó là có tham sân si. À, cái tham sân si nó lại có, bản ngã lại có. Nhưng mà chính vì cái ảo tượng của cái bản ngã mà nó có tham sân si. Phải không? À, tại vì bây giờ thế này, mình trở lại lúc đầu là vẫn là mắt hai một được tâm lý tiếp xúc với tâm thanh nhân bị xúc tác thì đó là ở 18 giới. Còn tâm tứ niệm xứ đó thì phải là thân thọ không pháp. Ví dụ như mắt tai mũi được thân thì đó là thân, đó là tiếp xúc với tâm thanh nhân bị xúc tác thì nó càng có cái càng thọ khổ càng còn là thì đó là có. Và mình nhận biết đó là ơn, và mình tham ứng đó là hành, và ghi nhận lại cái kinh nghiệm đó gọi là thức. Vậy thì bây giờ đây này, muốn phá bỏ cái vũ khí đó, muốn phá bỏ cái bản thân, cho nên chỉ cần là không có ảo tưởng đó, vậy thì đó vốn là không có. Tu dưới định xứ là gì? Nếu ở đây thân thì mình còn về cái đó thân. Nếu mình còn về cái đó thân ta như thế nào thì lúc đó mình chỉ có trong đó chỉ có hai cái thôi, là cái thân đang ở cùng cảnh ai nào đó và cái tâm giúp cái thân đó. Như vậy trong đó chỉ có danh và sắc thì không có được bạn, đúng không? Nếu như khi mình đi mà mình tròn vẹn với cái đi, khi mình hít thở mà tròn vẹn với cái hít thở, khi mình ăn mà tròn vẹn với cái ăn, thì đó gọi là tinh tấn chánh niệm. Tinh tấn tức là gì? Tinh tấn tức là không chạy theo cái ta học được. Cái người ta học được tới đây một cái là liền trở về, thì cái đó gọi là tinh tấn. Còn khi mình trở về tròn vẹn với cái mình đang làm thì cái đó gọi là chánh niệm. Và mình thấy rõ cái đang làm đó gọi là tinh giác. Vậy thì chính cái tinh tấn chánh niệm tinh giác để thấy rõ thân họ không có pháp nó đang làm như thế nào thì thấy như vậy. Cũng giống như Đức Phật ngài nói là tâm thấy thì có thấy, tâm nghe thì có vật có nghe, đó cũng chính là đang lắng nghe, đang quan sát. Cho nên mới gọi là tiên minh sát. Chứ khác tức là thấy rõ ra. Chỉ rõ ra có nghĩa là không thấy bởi cái sự che lấp của các nhà tham sân si. Như vậy á, thì là rất đơn giản hơn. Bây giờ thầy có thể lấy ví dụ cho nó hiểu nhiều hơn. Ví dụ giờ thầy thấy mình, thấy đang khát nước, thì nói là đang khát nước. Thì bây giờ thầy đưa cái tay ra cầm cái ly nước lên để uống. Cái này không phải là do tham sân si, mà là do nhu cầu của cái sắc thọ được nhận thức cảm giác của sắc thọ tâm và tạng. Cái duyên của cái máu tiền cái sắc đất, cái duyên của khác đất, cho nên đó là cầm đi lên uống nước thì tất cả cái cho nên đó ta học tiền rồi là tùy duyên tục, tức là tùy vào cái duyên thành
Nhưng mà cái tâm chỉ có tức là luôn luôn là pháp, cái không có để sẽ bằng ngạc trở lên. Bằng cách là mình cầm cái bê bê trong chất điểm thực nhé. Thầy thì thầy có một dễ dễ đến một cái chất lượng, đó là thần tầm, tú tâm quan sát. Đó là nó chân có thể hiện cái chánh niệm thực giác, hay là đó là chất thể hiện cái minh sát, minh sát đệ. Tức là khi uống uống nước thì mỗi lần phải nhìn qua để mà quan sát coi cái ly nước nằm ở đâu. Rồi xem có thử là cái chiếc quay nó nằm ở đâu. Rồi tôi đưa ra bằng cái cuộc quá. Và nếu như khi mình làm điều này mà tâm của mình hoàn toàn toàn vẹn đây, cảm giác rất rõ ràng, mọi việc không có mê mờ, tức là nó không có bản ngã vô minh ái dục. Pháp hành là như vậy. Thì bây giờ cái pháp hành đó ở dưới hình thức nào cũng vậy. Ví dụ như ở đây ở dưới hình thức niệm phật, hay là ở dưới hình thức tụng kinh, thì khi mình tụng kinh mình phải toàn vẹn với cái tụng kinh. Khi mình niệm phật thì toàn vẹn với niệm phật, thì sẽ không có bản ngã tâm thực sự khởi lên. Ta không phải là lúc gần tâm, hay là lúc kỳ trú, hay là lúc mà mình được gọi là tu hành. Thành ra khi đi đứng nằm ngồi, khi đang nấu ăn, khi đang quét nhà, khi đang tắm rửa, khi đang làm tất bất kỳ việc gì, cụ thường kinh doanh chánh niệm thực giác, hay là thường thần tâm chú tâm quan sát, thì sẽ bằng nhà tâm thân chi sẽ không có cơ hội quyết định. Và mình gọi đó là cái gì cũng được, mình gọi đó là tên cũng được, mình gọi đó là cái gì cũng được, từ nói cái tên gọi của cái pháp đó cũng quan trọng, mà là trong cái hành đó mình có đi đúng với cái nguyên lý để cho cái bản thân thì nó không có đồng đồng, nó không có tạo tác để nó nghe cái tên cái mặt thành cố là thành tựu. Bây giờ là đã 9:54. Thì nếu quý vị nào còn tranh thủ hoặc nhân một câu hỏi nữa, tại vì hồi nãy mình cũng nói chuyện hơi trễ, mình nói trễ trễ đi khoảng 15 phút, bây giờ mình bù lại 15 phút. Thì quý vị có ai hỏi gì được thì cứ hỏi. Bởi vì ở đây chúng ta là trong cái tinh thần là chia sẻ với nhau, ở đây không phải là đây để vậy và muốn dạy một cái pháp gì, mà chỉ được chia sẻ để mọi người thấy ra vấn đề. Còn đó, quý vị đang tu cái pháp môn gì thì cứ tu pháp môn đó. Chỉ là khi mình thấy ra vấn đề đó thì cái pháp môn tu của mình sẽ là nó sẽ hiểu rõ hơn về pháp. Cảm ơn Phật tử. Trước hết là thầy xin xác nhận rằng là không Phật giáo không có tin vào định mệnh. Định mệnh là một cái thuyết của Trung Hoa, và ở Ấn Độ có một cái thuyết định mệnh như vậy, có khi họ gọi là tiền định, thuyết tiền định và bài thuyết định mệnh. Người Tây phương thì thật là có nói định mệnh, nhưng mà không, ví dụ như họ có nói là khi Tết thì là khi mệnh định mệnh cũng có. Cái đó thì không phải là Tây phương hay Đông phương, mà cái đó là tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Thế thì á, đạo Phật thì nói như thế nào? Đạo Phật nói rằng là các cái pháp á, thì nó vận hành theo một quy quy luật của nó. Vận hành theo quy luật của nó không có nghĩa là định mệnh, bởi vì nó đã vận hành theo quy luật của nó thì nó sẽ là vận hành không theo một cái ai khác nào cả, mà nó có kỳ thức và nó tồn tồn nhất thôi. Đó là cái đạo Phật như vậy, thì nó cũng phải tùy duyên. Và thậm chí là nếu mà nói về phương diện cái kiến thức thì Đức Phật là cái gì mà đặc biệt để đạt đến cái nghiệp. Khi nói đến cái nghiệp đó, tức là nói đến trách nhiệm của một người khi mà hành động, nói năng suy nghĩ như thế nào,
cái người đó phải là chịu trách nhiệm về cái hành động nói năng cư nghị của mình. Đó chính là hiền. Cho nên nếu một cái người mà hành động nói năng cư nghị mà xấu, hại mình nặng nề, cái người đó sẽ là đau khổ. Còn nếu như một người mà hành động nói năng cư nghị mà tốt lên, đem lại lợi ích cho mình, cho người, thì người đó sẽ là an lạc. Cho nên cái đó là cái định nhân quả nghiệp báo. Và cái định nhân quả nghiệp báo này thì nó rất rõ ràng. Cho nên trong đạo Phật chỉ có một cái nói là cái sinh nghiệp. Sinh nghiệp, sinh nghiệp là cái này. Sinh nghiệp là khi mình sinh ra trong cuộc đời này là mình đã là từ khi sinh ra là nó đã mang theo một cái màn sống của mình. Cho nên họ nói là mình là mạng mạnh ở đây thực ra là cái màn sống thôi, tức là nó đã mang theo cái màn sống của mình, mà thậm chí đó là cái môn tự tin người ta có thể là lấy cái năm tháng ngày giờ người ta tính ra lại cái kia tương đối là cũng có phần đúng. Thì cái mà đúng này không phải là định mệnh, mà đó là cái nghiệp quả. Chúng ta có thể tiên đoán được là một cái người đó sẽ với hành động như vậy hay quả vào địa ngục, hay là lên lên cõi trời, hay là đến vào phúc trần, thì đó không phải là định mệnh, mà đó là tại vì nhìn đến cái nghiệp quả. Thế mình nói là cách khác như thế này. Bây giờ mình là làm thầy giáo, mình nói lên lớp học của mình để cho có 10 anh học sinh. Nếu là đứa nào chưa học, đứa nào chăm chú nghe bài, đứa nào siêng năng nên là làm bài tập, thì đứa đó một đứa trẻ nó sẽ giỏi. Còn đứa nào mà lười biếng rồi ham chơi rồi không chịu học hành, thì đứa đó là chắc là bây giờ. Thì cái đó chính là cái nghiệp của mỗi người. Cho nên 10 đứa học sinh thì nó có 10 cái kết quả khác nhau. Đứa thì đứng thứ nhất, đứa thì đứng thứ hai, thứ ba, thứ đến thứ 10 khác nhau. Chính là được tìm cái tính chất đó mà thảo nát của nó, tức là nó đã làm cái gì, nó cái hành động của nó, nó ra cái suy nghĩ của nó như thế nào, thì nó sẽ đưa đến kết quả như vậy. Thì cũng phải là định mệnh, nhưng mà mình có thể tạo ra định mệnh, mỗi người tạo ra cái định mệnh. Và khi sinh ra đó thì cái nghiệp mình của mình đó là nó đã ảnh hưởng cứu cứu ái nhân mà mình đã tạo trong quá khứ. Cho nên người ta nói rằng là dùng chi tiền thế chân tinh thân vào giá trị, không biết là cái bước mình làm gì biết bây giờ sanh mình hướng cái gì đó. Còn dùng chi lai thế quả tinh thân phát giá trị là muốn biết sau này mình thế nào đó, thì xem bây giờ mình hành động phải đăng ký gì, tức là mình thà cái nghiệp gì. Đây thì á, trong Phật giáo đó là có nhân có quả, và cái nhân đó thì mình vẫn có thể là chuyển hóa được. Ví dụ như bây giờ anh học trên đó năm ngoái học được, năm nay thấy cái kết quả của mình nó dễ, cho nên là cố gắng học và có thể thay đổi, chứ không phải là định mệnh. Định mệnh tức là cái em đó nhất định là phải là đứng thứ 10, còn em kia là nhất định đứng thứ nhất. Nhưng mà không phải, không phải định mệnh là bởi vì sao? Nếu em đứng thứ 10 và ý thức được rằng là mình đã chú trong chị học hành, cho nên là bây giờ nắm xe đã rồi chẳng chỉ thẳng cầm bài, thì em đó vẫn có thể lên được thứ nhất. Như vậy đó không phải là định mệnh, mà là mình có thể tiến hóa được cái ý của mình. Đó chính là cái điểm mà đặc biệt trong Phật giáo. Tuy nhiên, khi cái nghiệp qua mà nó đến, thì mình đó là phải dành chịu. Tại vì nếu cái nghiệp qua nó đến, mà mình từ chối, thì nó có một nguyên lý thế này. Càng từ chối, thì nghiệp qua nó càng nhiều hơn. Càng từ chối, càng nghiệp qua nhiều hơn, càng đến, càng bay, càng tốt. Cái bài học của mình chính là ở cuộc này, học ra được cái trách nhiệm của mình để mà phải đạt cái quả đó. Cái quả đó là báo hiệu cho mình thấy là mình đã sai. Ví dụ như em học trong đó có cái quả là giết thân, thì chính là em đó đang phải thấy ra
chịu trách nhiệm về cái mà biết thấp của mình, chịu trách nhiệm về cái việc nhắc học của mình. Đồng thời học ra được đại học là mình đã khá là chỗ nào, chịu chỗ nào. Cái điều này là một cái mặt mạnh. Chúng ta cần có nghĩ rằng là nghiệp quả đó là nghiệp quả tốt rồi mình tự lắm. Nhưng mà nếu mà nghiệp quả xấu cái đó, thế là mình muốn đổ chạy đó. Thì không những đó, khi mình đổ chạy như vậy, thì cũng làm mình thiếu trách nhiệm. Mà mình lại còn không học ra được cái bài học sai lầm của mình. À, mà cái quan trọng là cái bài học. Cho nên là có hai mặt. Một mặt đó là mình có thể học được hai điều đó là điều thứ nhất là điều mình vẫn chịu trách nhiệm. Điều thứ hai là mình học ra được những kiến thức sai lầm để mà chịu trách nhiệm. Thực ra có thể nói như thế này, tất cả cái sự kiện tu hành của mình đó đều dựa trên hai yếu tố này thôi, là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Bây giờ các thầy tu cái pháp môn nào thì thầy biết, nhưng mà liệu cái pháp môn đó có điều chỉnh được nhận thức và hành vi hay không? Nếu mình nhận thức sai, cho nên mình hành động sai. Khi mình hành động sai thì mình phải qua đó nhận thức lại cho đúng để hiểu được là khi một người mà cái tâm rõ là tâm sáng hay là cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó, để mà nhận định ra được cái điều này là ta tức là điều chỉnh nhận thức và thấy ra điều này sai cho nên phải hành động lại cho nó đúng, cho nó tốt thì như vậy gọi là điều chỉnh nhận thức. Khi một cái gì và điều chỉnh nhận thức đến chỗ thành công và điều chỉnh nhận thức về hành vi đến chỗ thành công thì được gọi là minh hạnh phúc. Quý vị có nghe cái từ minh hạnh phúc không? Tức là bậc và chánh địa thiên tri minh hạnh phúc. Minh hạnh phúc tức là nhận thức đã đến chỗ hoàn toàn sáng suốt và hành vi đã đi đến chỗ hoàn toàn là tốt đẹp. Lời mình là người cho không có cái ai cả. Cho nên là Đức Phật Thích Ca là một người đã điều chỉnh nhận thức và hành vi đến chỗ hoàn toàn. Thì điều chỉnh nhận thức và hành vi này cũng chính là loại trừ cái tai họa tâm căn. Bởi vì nhận thức ta là tà kiến và hành vi ta là do tham ái. Đó là hai cái bình lớn nhất của chúng ta, đó là bình tà kiến và tham ái. Thế thì điều chỉnh nhận thức chính là điều chính là có họ cái tà kiến và là điều chỉnh cái hành vi chính là có họ cái tham ái về tham ái. Cho nên tu học vô cả cũng được mà liệu là mình nhận thức có điều chỉnh được nhận thức tà kiến hay không, mình ăn riêng có điều chỉnh được nhận thức tà kiến hay không? Nếu như mà mình hành cao đó mà nhận thức và hành vi càng ngày càng đó là bạc ngã nó sẽ nhiều hơn đó, thì như vậy là mình đã đi hướng lại ý mật mà đã đi tới. Thì bây giờ đã hết giờ cho nên nó là hình như là chương trình á thì giờ là vì nào đó là ông bố cho các con tử là đêm đêm tới được thì sẽ là chân chặt ở đâu để cho các Phật tử có thể nếu có gì giờ thì mời thầy đến nghe và thầy cũng dành cái buổi chiều buổi sáng thì có thể Phật tử mời những thầy buổi kia cho nên buổi chiều đó thì trước bây giờ trước chặt có ai đến nhà bác sĩ Toàn á thầy sẽ tiếp để mà giải đáp một số cái thắc mắc nào đó của Phật tử, nhất là bên cái công việc tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nào đó của Phật tử, nhất là bên cái công việc tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nào đó.